Đã bao giờ bạn tự hỏi nếu năm xưa Đại Hán mang quân đi chinh phạt đế quốc La Mã thì sẽ như thế nào chưa? Nếu chưa thì hôm nay tôi sẽ đưa các bạn đi tìm câu trả lời. Xin chào, tôi là Tào Đạt. Lần xuất binh lần này tôi có mang theo mấy chục thuộc hạ như Quan Trung, Trương Phi Long, Lưu Tu Bi, vân vân và mây mây. Tôi tiến vào châu Âu thông qua đất của người Tây Hạ. Cuộc chinh phạt bắt đầu vào cuối năm 323. Sang một vùng đất mới nên tôi không thể nào mạo hiểm mang hàng vạn quân đi theo được. Tôi luôn phải tự mình dấn thân vào chốn nguy hiểm, tự xây dựng một quân đội của riêng mình. Nhưng để làm được đó, tôi cần phải có thời gian. Năm đầu tiên, tôi đi loanh quanh khu vực Tây Hạ, tiêu diệt những toán cướp để nhanh chóng lên cấp. Hiện tại, tối đa tôi chỉ mang được theo 25 lính, đa phần đều là những mãnh tướng tôi mang theo từ Trung Hoa. Các tướng đều là những chiến binh thiện chiến, nên xử lý lũ giặc cỏ ở đây là chuyện nhỏ. Năm đầu tiên, tôi đi loanh quanh khu vực Tây Hạ, tiêu diệt những toán cướp để nhanh chóng lên cấp. Hiện tại, tối đa tôi chỉ mang theo được 25 lính, đa phần đều là những mãnh tướng tôi mang theo từ Trung Hoa. Các tướng đều là những chiến binh thiện chiến, nên xử lý lũ giặc cỏ ở đây là chuyện nhỏ. Những cuộc chiến lẻ tẻ, những lũ cướp tỏ ra không hiệu quả. Lượng kinh nghiệm thu về quá ít, nên tôi đã chuyển hướng sang những thứ mạo hiểm hơn. Tôi bắt đầu đột kích những đoàn buôn. Những đoàn buôn di chuyển khắp lục địa, mang theo hàng hóa đi khắp nơi để buôn bán. Họ chính là những con mồi béo bở. Tuy vậy, họ cũng không phải là những con gà béo chỉ biết đứng đó chờ bị thịt. Lực lượng bảo tiêu đoàn buôn luôn luôn đông đảo, thường lên tới 40-50 người. Được trang bị tận răng nên đột kích đoàn buôn cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Tuy vậy, tôi nắm trong tay một lực lượng rất tinh nhuệ, đều là những tinh anh của Đại Hán. Liều thì ăn nhiều thôi. Thế là tôi bắt đầu săn lùng các đoàn buôn. Cuộc cướp bóc diễn ra rất thuận lợi, lượng chiến lợi phẩm thu về là rất nhiều. Tuy nhiên, cái giá phải trả đó là trở thành kẻ bị truy nã. Nhưng cuộc cướp bóc cứ thế diễn ra liên tục. Đến mùa xuân năm 324, lợi dụng cuộc chiến giữa người Đức và người Iran, tôi nhanh chóng theo phe người Iran để có thêm nhiều cơ hội tôi luyện quân đội. Cuộc thảm sát ở thành Askalkalis mang về cho tôi hơn 11 điểm kinh nghiệm. Khá là nhiều vì quân đội của tôi chỉ bằng 1/16 quân đội của những người du mục Iran. Nhận thấy việc công chiếm thành mang lại rất nhiều tài nguyên và kinh nghiệm, nên tôi đã quyết định dừng những cuộc săn lùng lũ cướp mà tập trung tham gia những cuộc chiến công thành quy mô nhỏ. Thành Askalkalis nằm ở biên giới hai nước nên nó sẽ luôn là điểm nóng. Nước này chiếm xong thì nước kia lại nhảy vào chiếm lại. Đây tuy là một địa điểm nóng và nguy hiểm nhưng nó lại là nơi tuyệt vời để rèn luyện quân đội. Mùa hè năm 324, tôi tiếp tục tham gia phòng thủ cho thành Askalkalis trước cuộc tái chiếm của người Đức. Vì quân đội người Đức đông hơn hẳn nhưng họ lại quá nóng vội. Họ thúc quân tấn công luôn mà không chọn phương án bao vây dài hạn, tiêu hao sinh lực. Vậy nên, trước sự hỗ trợ của tôi, người Iran dễ dàng giành chiến thắng. Ở đời những cái gì nhiều quá cũng gây phản tác dụng. Với việc thành Askalkalis liên tục bị giày xéo, nên nhân dân ở đây đã đứng lên nổi dậy. Thành này, trước nay luôn là điểm nóng gây đau đầu cho hai nước. Nhưng trong mắt tôi, nó lại không khác gì mỏ vàng. Lúc này, tôi đã là cấp chỉ huy thứ hai, mang theo được gần 100 lính. Tôi nhanh chóng tuyên chiến với lực lượng nổi dậy ở thành Askalkalis và liên tục săn lùng họ. Đối phó với một đất nước mới khó, nhưng đối phó với một thành bang thì lại đơn giản. Đánh nhau với lực lượng nổi dậy, vừa nhàn đã được nhiều kinh nghiệm, đúng là một mũi tên trúng hai đích. Thế nhưng, một thời gian ngắn sau, thì người Iran cũng tái chiếm lại thành phố. Tôi cần chuyển hướng sang mục tiêu khác. Tôi hướng con mắt của mình tới người Nga. Họ là một dân tộc Viking, quanh năm suốt tháng lênh đênh trên biển, nên thành trì trên bờ của họ chắc chắn không được phòng bị cao. Tôi có thể lợi dụng điểm yếu này để tấn công một pháo đài nhỏ của họ. Nói là làm, tôi chỉnh đốn quân đội và bắt đầu cuộc đi săn lùng gấu Nga. Trận đầu tôi bắt lẻ được một viên tướng của người Nga và dễ dàng tiêu diệt anh ta chỉ với hai sự hy sinh của bên mình. Easy. Trận này, phần nhiều là thăm dò, nắn gân quân địch là chính. Thấy người Nga không mạnh lắm, tôi quyết định mở một cuộc công thành, lấy một pháo đài làm đại bản doanh. Mà pháo đài mà tôi để mắt tới đó là pháo đài Tô Dốc. Pháo đài nằm ở biên giới giữa người Tây Hạ và người Nga. Nếu có bất chắc gì, tôi hoàn toàn có thể rút quân an toàn. Và có vẻ như những toan tính của tôi đã đi đúng hướng. Tôi vây thành Tô Dốc vào mùa hè năm 325 và không gặp một trở ngại nào. Không thấy sự xuất hiện của người Nga đến tiếp viện. Tôi hạ thành sau một tháng vây hãm. Tôi thu về 33 điểm kinh nghiệm. Wow, khá nhiều đó. Chiếm được pháo đài,
Tôi nhanh chóng cắt một mãnh tướng ra trấn thủ, và Triệu Hùng được tôi tin tưởng giao phó. Tôi để Triệu Hùng ở nhà trông coi nhà cửa, còn tôi thì đi tuyển thêm quân. Nhưng vừa đi được nửa đường, tôi nhận được hung tin thành đang bị người Nga bao vây. Cả Triệu Hùng và Tiểu Kiều đang gặp nguy hiểm. Tôi nhanh chóng thúc quân trở về, nhưng trước thế giặc mạnh hơn 700 quân, tôi khó lòng phá vây được. Chấp nhận mất thành và hai tướng của mình rơi vào tay giặc, tôi nhanh chóng đi tuyển thêm quân để tái chiếm lại thành trì. Ngay sau khi người Nga rời đi, tôi lập tức nhảy vào tái chiếm lại thành phố một cách chớp nhoáng. Thành Tô Giốp lại về với tôi vào mùa thu cùng năm. 79 kinh nghiệm thu được từ cuộc chiến này rất là nhiều. Lần thủ thứ hai này tôi giao cho Trương Phi Long đảm nhiệm. Lần hai thì tất nhiên tôi có kinh nghiệm hơn lần trước. Phán đoán được quân Nga sẽ quay trở lại, tôi đã kịp thời trở về để bảo vệ pháo đài. Tuy vậy, người Nga cũng không đơn giản. Họ chia quân làm hai và nhanh chóng bao vây tôi. Nhận thấy sự nguy hiểm, tôi quyết định bỏ thành, mở đường máu rút lui trước khi đạo quân thứ hai của địch tới. Thật ra, nếu cứ giằng co như thế này, đối với tôi nó lại là một điểm lợi. Nó giúp tôi nhanh chóng thăng cấp hơn nhiều. Và giống như hai lần trước, tôi tái chiếm lại Tô Giúp vào mùa đông cục năm, một pháo đài mà đổi chủ tới 3 lần trong một năm. Không biết là nên vui hay nên buồn. Lần tái chiếm này, tôi có sự hỗ trợ của phó tướng Trương Phi Long, nên hạ thành không có gì khó khăn cả. Sau trận này, tôi cũng lên được cấp chỉ huy thứ 3. Với cấp độ này, tôi có thể tạo thêm được một đơn vị viễn chinh nữa. Và tôi tiếp tục đặt niềm tin vào Triệu Hùng. Lúc này, lực lượng của tôi đã là 3 quân đoàn viễn chinh và một pháo đài. Biết chắc chắn rằng người Nga sẽ quay trở lại, nên tôi đã nhanh chóng chỉ huy hai tướng Phi Long và Triệu Hùng đi tuyển thêm quân để chuẩn bị đối phó với người Nga. Nhưng mọi chuyện không theo tính toán của tôi. Quân Nga quay lại quá nhanh và chúng nhanh chóng thu hồi lại được Tô Giốp. Trương Phi Long bị bắt. Quá lo lắng cho mãnh tướng của mình, tôi đã thiếu suy nghĩ và thúc quân trở lại cùng với Triệu Hùng. Và thế là tôi đã rơi vào cái bẫy của người Nga. Chúng tấn công tôi lúc tôi đang vây thành Tô Giốp. 144 quân đánh với 343 quân. Quân địch đông hơn gần gấp 3, có sự chuẩn bị trước. Chúng mang rất nhiều cung thủ để khắc chế quân đội của tôi, buộc tôi phải cho lính nấp dưới đồi. Nấp dưới đồi sẽ giúp tôi hạn chế hỏa lực của địch. Nhưng người Nga đúng là những con gấu danh ma. Đội cung thủ của họ nhất định không tiến lên để hỗ trợ bộ binh mà chỉ đứng từ xa để bắn. Trước những áp lực từ bộ binh và kỵ binh của địch, quân của tôi đã anh dũng chống trả nhưng vẫn không thể cứu vãn được tình hình. Toàn quân bị tiêu diệt. Các tướng và tôi đều bị bắt. Bắt được tôi, chúng liền áp giải tôi về thành Novgorod, thủ phủ của người Nga. Tôi biết chắc chắn rằng nếu tôi về đó, tôi sẽ bị xử tử. Bằng tất cả mưu mẹo, tôi đã hối lộ được tên gác tù và nhanh chóng tẩu thoát trong đêm. Sau lần vượt ngục đó, tôi nhanh chóng liên lạc với các phó tướng của mình, tập hợp họ lại. Nhưng nó diễn ra rất chậm. Tôi bắt đầu tuyển lại quân từ đầu xuân năm 326. Nhưng phải tới tận mùa thu năm đó tôi mới tập hợp đủ người. Quá lãng phí thời gian. Thế nên tôi nhất định không thể để bị bắt một lần nữa. Sau khi tập hợp đủ người, tôi phát động lại cuộc chiến với người Nga. Mối thù này với người Nga sẽ phải trả cả gốc lẫn lãi. Tôi bắt lẻ được một viên tướng của người Nga. Trận chiến diễn ra khó khăn hơn tôi nghĩ. Phần nhiều là lính của tôi cấp còn thấp. Lần trước tôi đánh với người Nga, quân đội của tôi tinh nhuệ hơn bây giờ khá nhiều. Tuy gặp nhiều tổn thất, nhưng đó là việc cần thiết để quân đội của tôi được tha luyện kỹ năng chiến đấu. Trong lúc tôi đang lui về phía phó tướng Trương Phi Long, thì bị quân Nga tập kích. Bọn khốn đó. Lúc này, lượng máu của tôi chỉ có 17%. Nếu máu dưới 20%, thì tôi không thể điều khiển trận chiến này. Chỉ có thể dùng chức năng auto. Quá mạo hiểm, nhưng tôi không còn cách nào khác. Và đúng như tôi lo sợ, chúng tôi đã thua. Tôi và Phi Long đều bị giặc bắt được. Chết tiệt, lần này rơi vào tay giặc, khó mà toàn mạng. Chắc chắn chúng không để tôi trốn thoát dễ dàng như lần trước. Nhưng rất may, đúng lúc quân giặc đang rút quân về thành, mãnh tướng Triệu Hùng đã tới kịp lúc và giải cứu cho tôi. Bọn tôi thoát án tử trong gang tấc. Chiến dịch lần hai này coi như đã phá sản. Tôi phải quay về phía bên kia biên giới để tuyển lại quân đội. Lần này phải chuẩn bị kỹ hơn. Tôi đã quá sai lầm vì nghĩ rằng người Nga không phòng bị. Chúng hoàn toàn không phải lũ bị thịt, không biết suy nghĩ. Lần ba này, tôi sẽ cho chúng biết sức mạnh của Đại Hán
dạy cho chúng biết thế nào là lễ độ và cho chúng biết rằng chúng đang va chạm với ai. Mùa đông năm 326, tôi phát động lại cuộc chiến với người Nga. Tôi cùng hai mãnh tướng Trương Phi Long và Triệu Hùng vây hãm thành Tô Dục. Đúng như dự đoán, quân Nga không hề mang quân đến tiếp viện mà chỉ đứng ngoài quan sát. Hạ xong thành mà không gặp nhiều sự kháng cự, tôi đã lờ mờ đoán được chiến thuật của địch. Chúng muốn răng lưới bắt cá mẻ, muốn dụ tôi ở trong thành rồi mới tới vây hãm để tiêu diệt. Thế nên giờ tôi sẽ cùng bọn chúng chơi một canh bạc. Chúng đến thì tôi sẽ đợi ở trong thành, đánh một trận xoay chuyển càng khôn. Quân số của tôi tuy ít hơn, nhưng nếu thủ trong pháo đài thì chưa biết ai thua ai. Thế nên tôi cần chuẩn bị thật kỹ càng. Đúng như dự đoán, phải một năm sau, tức mùa đông năm 327, quân Nga mới xuất hiện. Lần này tôi có 382 quân, còn phía địch là 755 quân. Tôi và Quan Trung cùng nhau giữ thành. Trương Phi Long thì vừa chạy đi mua lương thực, chưa kịp trở về. Có lý do tại sao Quan Trung lại thay thế Triệu Hùng, vì trong một lần đi ra ngoài tuyển quân, Triệu Hùng đã trúng phục kích và hy sinh anh dũng. Thường thay, bá nghiệp chưa thành mà người đã mất. Sự ra đi của Triệu Hùng sẽ tiếp thêm sức mạnh cho toàn quân. Nhất định trận này chúng tôi sẽ thắng. Trận chiến diễn ra rất ác liệt, nhưng trước sức công phá của bốn máy cầu đá bên tôi, quân Nga đã không chịu nổi. Mọi người đã anh dũng chống trả, đẩy lùi quân địch. Kết thúc trận chiến, bên tôi tổn thất 185 người, quân địch chết gấp đôi và bị đánh bật ra khỏi vùng đất này. Với chiến thắng này, có lẽ sẽ rất lâu nữa người Nga mới dám quay lại. Nhưng khi chúng quay lại, chúng sẽ phải đối đầu với một đội quân tinh nhuệ bậc nhất. Cứ thế, trong suốt một năm chiến sự, không có một trận chiến lớn nào xảy ra. Quân đội của tôi ngày càng đông đảo. Đã đến lúc tôi thành lập vương quốc riêng. Mùa đông năm 328, tôi chính thức xưng đế. Ngày mà lá cờ Đại Hán cắm ở thành Rome sẽ không còn xa nữa. Sau mùa xuân năm 329, tôi chỉnh đốn quân đội, tập hợp gần 500 quân tiến công thành Novgorod. Cuộc chiến giằng co qua lại rất quyết liệt. Quân Nga liên tục tập kích các thành trì của tôi, nhưng đều bị tôi đánh bật ra hết. Với nhiều chiến thắng liên tiếp nên điểm ảnh hưởng của tôi tăng rất nhanh. Thế nên tôi mới bắt đầu ban hành một số luật lệ cho vương quốc. Một trong số những luật lệ cực kỳ quan trọng mà tôi ban hành lần này đó là luật Standing Armor. Một luật này sẽ cho phép tôi thêm 4 cánh quân viễn chinh nữa, và mỗi chư hầu của tôi sẽ được thêm 2. Hiện tại thì tôi chưa tạo chư hầu, bù lại thì tiền lương phải trả cho quân đội sẽ tăng thêm 15%. 8 cánh quân sẽ là một áp lực kinh tế rất khủng khiếp lên ngân khố quốc gia. Thế nên tôi cần bổ sung thêm nhiều nguồn thu nữa, và chiến tranh sẽ là giải pháp duy nhất cho tình hình này. 4 cánh quân mới sẽ được giao phó cho 4 chỉ huy gồm Mã Việt, Lưu Tu Bi, Tôn Lão Hổ và Hứa Vũ. Với 8 cánh quân trong tay, tôi tập hợp được một lực lượng lên tới hơn 800 lính. Với lực lượng khá mạnh này, tôi liền hướng con mắt của mình tới đất của người Mông Cổ. Đánh nhau với một đội quân thiện chiến như vậy là không dễ dàng, nhưng hiện tại không có cách nào khác cả. Đại quân của tôi hừng hực kéo tới chân thành Cherovet, quyết tâm hạ thành. Quả đúng như lời đồn, người Mông Cổ không hề dễ đối phó. Họ khác hẳn với người Nga, quân đội của tôi chịu khá nhiều tổn thất. Người Mông Cổ rất giỏi bắn cung, nên việc công hạ được thành của họ cũng không hề dễ dàng. Kết thúc trận chiến, tôi chiếm được thành nhưng thiệt hại tới 178 lính và một mãnh tướng của tôi đã ra đi, đó là Lũ Sĩ. Một sự mất mát quá lớn. Như vậy, sau sự ra đi của Triệu Hùng thì giờ là đến lượt Lũ Sĩ. Hai mãnh tướng ra đi trong khi bá nghiệp thì chưa thành. Quả là đau lòng. Chỉnh đốn quân đội, tôi liền nhanh chóng quay trở về tiếp viện cho pháo đài Tô Dục. Hơn 300 quân Mông Cổ đang ở đó. Một trận chiến này lửa tiếp tục diễn ra.
Quân Mông Cổ đánh trong một trận địa bằng phẳng, nhưng kỵ cung của họ phát huy được tối đa sức mạnh, gây ra rất nhiều thiệt hại cho tôi, nhưng tôi vẫn là người chiến thắng sau cùng. Sau khi chiếm được Cherovets, ổn định được tình hình khu vực, tôi tiếp tục thúc quân tiến về pháo đài Moscow ở phía bên kia sông. Và đây, dưới chân thành Moscow đã diễn ra một trận chiến cực kỳ quan trọng, một trận chiến bước ngoặt. Trong lúc đang bao vây thành Moscow, tôi bị người Mông Cổ tập kích. 577 lính Mông Cổ và 633 lính Đại Hán, khá cân bằng. Trận chiến diễn ra cực kỳ cam go, quân Mông Cổ đã gây ra cực kỳ nhiều thiệt hại cho tôi. Kỵ cung của họ quả là danh bất hư truyền. Kết thúc trận chiến với 210 thiệt hại về người cho phía Đại Hán, quá nhiều thương vong. Trận chiến này khiến tôi không thể tiếp tục công thành Moscow được nữa, tôi buộc phải rút lui để bảo toàn lực lượng. Quay về thành, tôi bắt đầu suy nghĩ, hiện tại nếu muốn tấn công thì bắt buộc tôi phải mang đủ cả 8 cánh quân của mình đi. Như thế thì hậu phương sẽ không có quân bảo vệ, tôi cần một chư hầu ở phía sau mình để bảo vệ các thành trì, đồng thời đảm bảo về cả hậu cần nữa. Thế tôi quyết định phong cho phó tướng Tào Nghĩa làm chư hầu, trấn giữ thành Vyborg và các pháo đài xung quanh. Với sự giúp sức của Tào Nghĩa, tôi sẽ có thêm 3 cánh quân ở sau lưng, yên tâm hơn phần nào. Mùa hè năm 330, tôi quay lại pháo đài Moscow với hơn 500 quân. Sau trận ác chiến lúc trước, quân Mông Cổ có vẻ cũng không đủ lực để tiếp viện nữa. Moscow cuối cùng cũng nằm trong tay tôi. Trong gần một năm tiếp theo, chỉ là những cuộc chiến nhỏ giữa tôi và người Mông Cổ và người Nga. Nhưng bọn chúng đều không thể làm gì được tôi. Và cuối cùng, chúng đều phải chấp nhận sự hiện diện của tôi ở đây là hợp pháp. Sau mùa thu năm 331, tôi phát động cuộc chiến vào người Iran. Tôi nhanh chóng chiếm chớp nhoáng hai pháo đài của chúng và sau đó phong tỏa cảng giao thương giữa hai vùng đất, khiến cho chúng không thể sang quấy nhiễu được. Sau đó, đại quân của tôi băng sông tiến đánh thành Polos. Rất nhanh, tôi đã lấy được và ngay lập tức tôi phong cho Lưu Tu Bi làm chư hầu, trấn thủ khu vực này. Thành Polot này rất quan trọng, nó nằm ngay vị trí trung chuyển hàng hóa giữa hai vùng đất. Nếu quân địch muốn băng sông tấn công vào đất của tôi thì bắt buộc phải hạ được thành Polot này. Chỉ cần giữ vững được Polot thì tôi sẽ không sợ quân địch tập kích hậu phương của mình. 4 năm tiếp theo, quân đội Đại Hán chinh phạt khắp nơi, người Mông Cổ, người Đức, Đông La Mã, đều những kẻ chiến bại như vó ngựa của quân Hán. Và ngày mà Đại Hán đối đầu với La Mã đã đến, sau khi diệt được người Đức, đại quân của tôi chính thức giáp danh với La Mã. Trận đại chiến đầu tiên với quân La Mã diễn ra vào mùa hè năm 336. Mỗi bên đều có hơn 1.000 quân. Vào trận, quân La Mã hùng hổ kéo về phía tôi. Họ tự tin rằng với những tấm khiên dày to thì những mũi tên của tôi không thể xuyên qua được. Nhưng họ đã nhầm. Với việc đội hình của họ di chuyển nhanh, khoảng trống sẽ xuất hiện rất nhiều. Các bạch long quân của tôi đều là những người trải qua trăm trận, ai ai cũng đều là những thiện xạ cừ khôi. Chỉ cần một ít khoảng trống như vậy là quá đủ để họ tận dụng. Quân La Mã trúng tên, chết như ngả dạ, đội hình rối loạn. Nhận thấy đội hình La Mã đang rối loạn nghiêm trọng, tôi chỉ huy bộ binh tiến lên chọc thủng phòng tuyến của quân địch. Quân La Mã nhanh chóng bị thảm sát.
kết thúc trận chiến với chỉ 68 thương vong bên tôi. Bên La Mã, toàn quân bị tiêu diệt. Thừa thắng xông lên, tôi liên tiếp thu phục các thành trì bên phía La Mã. Càng tiến vào sâu, tôi càng chạm trán rất nhiều quân đoàn La Mã. Liên tiếp các trận chiến lớn đã nổ ra. Nhưng với đội cung thủ khét tiếng của tôi, người La Mã hoàn toàn bó tay chịu trận. Thế trận, các trận chiến diễn ra rất một chiều, hoàn toàn là những cuộc thảm sát với người La Mã. Đỉnh điểm là trận chiến mùa đông năm 336, người La Mã tập hợp một đội quân rất đông đảo, lên tới hơn 3.300 quân, quyết một trận sông mài với tôi. Quân địch đông gấp 3, nhưng vấn đề là người La Mã đã hoàn toàn bế tắc trước đội cung thủ của tôi. Họ quyết định dùng chiến thuật biển người, hòng lấy lợi thế. Nhưng dù có đông hơn gấp 3 đi chăng nữa, họ cũng không thể làm gì. Một cuộc thảm sát kinh hoàng nhất đã diễn ra, máu chảy thành sông, nhuộm đỏ mảnh đất này. Gần 2.000 người La Mã chết và bị thương, trong khi bên phía Đại Hán chỉ có thương vong là 62 người. Đây là một trận chiến lớn cuối cùng giữa người La Mã và Đại Hán. Thua trận này, họ hoàn toàn không còn sức để gượng dậy nữa. Người chính thức thay thế người La Mã cai quản lục địa già là tôi. Chiến dịch chinh phạt La Mã kết thúc sau 13 năm chinh chiến, Đại Hán trở thành đế quốc mạnh nhất thế giới với lãnh thổ rộng từ Á sang Âu.